khu phố mới thị trấn Yên Định buổi đêm, các khu đô thị mới mọc lên, các nhà hàng, quán ăn, khu đô thị mới Hải Hưng, Hải Hà, thị trấn Yên Định này. Ban đêm đây khá phát triển, khu chơi của trẻ con. Người có thể phát triển không? Tuyến đường thị trấn Yên Định. Đường này là dẫn ra cầu Yên Định. Thị trấn Yên Định. Đây là trung tâm thị trấn Yên Định. Mọi người cùng tôi đi trải nghiệm thị trấn Yên Định vào buổi đêm. Đến cầu Yên Định rồi. Trung tâm văn hóa. Anh mình thì ghé vào chỗ nào uống nước đây? Trung tâm thị trấn Yên Định nhé.